cho các bố mẹ mình trao đổi một chút về cái việc cho con hiểu về giá trị đồng tiền. Thực ra không biết là các bố mẹ đã dạy con về tiền chưa, nhưng với mình thì sau khi tìm hiểu rất là nhiều tài liệu và mình phát hiện ra là thực tế theo giáo trình của Mỹ nó có môn kinh tế học cho các bạn từ lớp 1 đến lớp 3. Ôi là tầm trẻ tầm bao nhiêu tuổi thì mình 5-6 tuổi mình người ta đã dạy rồi. À dạ. Và khi thấy mình đang có một cái lỗ hổng đấy là mình không giải thích về tiền cho con. Vì tiền là như thế nào, không phải là đưa tiền cho con đi mua đồ để con biết mặc cả, mà mình hướng tới cái việc con biết sử dụng đồng tiền. Bởi vì với bất kỳ một cái gì nó cũng sẽ có sự trao đổi để ra cái giá trị đồng tiền đấy. Con mình rất hay hỏi mẹ ơi, một tháng dì làm được bao nhiêu tiền, một ngày cậu làm được bao nhiêu tiền. Thì khi mình nói chuyện với nó thì bảo một tháng cậu làm được dì làm được 7 triệu, trừ tiền xăng xe, tiền đi lại, những cái tiền mà bắt buộc phải chi, thì dì chỉ còn đủ tiền để ăn thôi. Thì con nghĩ nếu như mà để đáp ứng một cái chọn đồ chơi cho con một tháng, nếu như mà các bạn đòi một cái đồ chơi như bộ Nemo 1 triệu và đòi 2 lần như vậy thì hết bao nhiêu phần trăm của cái tiền lương đấy. Cho cái việc đòi hỏi cho đấy là nó cũng là một phần vì nó chưa hiểu cái giá trị đồng tiền khi mà nó đòi hỏi. Bởi vì cái gì quy ra tiền hết, mình giải thích với con là cái gì quy ra tiền. Sức lao động của mình cũng là tiền. Đi trên đường rất là nắng như này, mình thấy những người mà cấy hái cây lúa, mình bảo thì con có biết người ta cấy lúa như thế kia, người ta đi làm thuê một ngày được bao nhiêu không? Được 200.000. 200.000 đấy mà quay về mua được một yến gạo. Một yến gạo đấy sẽ nuôi được một nhà trong một tuần. Không có đồ chơi thì sao? Không sao hết. Nếu không có đồ ăn thì sao? Thì chết. Với cái câu nói thẳng luôn với nó luôn, không có đồ ăn thì mới chết, không có đồ chơi vẫn không sao, con có thể tự tạo ra bằng tất cả những cái giấy bỏ, cứ gì mà cứ phải đòi mua. Khi con hỏi, tức là mình sẽ cho con trân trọng, mình thấy nó trân trọng giá trị của đồng tiền từ khi mình thuê nó làm việc. Và bây giờ mẹ thuê mọi người làm một cái bộ thẻ là 20.000, mẹ cũng thuê con như thế. Và cái đồng tiền này là đồng tiền con làm ra, con sẽ được sử dụng đồng tiền đấy để mua đồ con thích mà mẹ chưa bao giờ mua. Thì lúc đấy khi mà nó bắt đầu mua một con lợn để nó để tiền mà nó làm được rồi, nó tính từng ngày một là trong đấy hiện tại có bao nhiêu tiền. Đầu năm học nó bảo mẹ ơi bây giờ con muốn mua cái này, và trước khi con mua cái này con phải tính nhá, đầu năm học con phải mua cặp sách. Bởi vì đồng nghĩa với việc con mua đồ con thích thì con phải mua cả đồ học tập nữa, là cái nhu cầu thiết yếu của con. Một cái cặp sách đó, một cái cặp sách thì bao nhiêu tiền, mình bảo tầm 300.000, thì nó sao đắt thế á. Hồi câu sao đắt thế á, nó về nó thuyết phục nó ạ, bố ơi cặp sách 300.000 thì bố cho con bao nhiêu, bố bảo bố cho 100.000. Thế xong thì nó thế bảo thì con phải bỏ 200 nữa à, thôi con đi túi bóng, con đi học bằng túi bóng, con không đi học bằng cặp sách nữa. Bà nội bảo thế thì bà cho 100, con chỉ phải bỏ 100 thôi đâu. Thế thì con vẫn mua túi bóng nếu như không có cặp 200. Tức là nó sẽ chọn cái rẻ hơn. Hay nó muốn mua một cái diều, thì mình bảo là bây giờ con muốn mua cái diều. Nó bảo mẹ ơi diều thì bao nhiêu tiền. Đấy là đồ chơi của nó mà, nó phải bỏ tiền. Mình bảo bây giờ diều có một loại 20.000 và một loại 50.000. Vậy thì con thích mua cái nào? Nó bảo thì con mua 20.000. Thì mình chỉ bảo nó là nếu như mua diều 20.000, cái dây nó rất yếu, con ra đồng con thả nó sẽ bay mất, và mai con lại phải mua một cái diều khác. Cứ mỗi một chiều con mua một cái diều 20.000. Nhưng nếu như con mua một cái diều 50.000, con thả hết mùa hè, con lại cất đi mùa hè sang năm con lại thả, thì con nên chọn cái nào? Tức là mình hay đưa ra cái sự lựa chọn để cho con lựa chọn. Lúc đấy mà con bảo ok con lấy 20.000 mình vẫn để, là bởi vì khi nó bỏ tiền ra nó mua bất kỳ một cái gì nó cũng rất là so. Còn quan điểm của mình là như này, không thuê con tiền để làm việc nhà. Đấy là cái việc nhà mình phải quy luôn, là đấy là trách nhiệm của mỗi một người trong gia đình phải làm, chứ không phải con rửa bát đi mẹ cho 5.000, không có. Mà phải nói luôn việc nhà là việc con phải làm. Còn việc mà được thuê làm việc, ví dụ tớ bảo là bây giờ mẹ phải thuê gia sư dạy em, là hết lần này bây giờ con dạy đi mẹ trả con lần này. Thì đấy là những cái việc mà mình hướng đến. Hoặc nếu như muốn con đọc sách, ban đầu mà con thực sự chưa thích sách và bây giờ mẹ không có thời gian đọc, mẹ phải làm việc, nhưng con có thể ngồi cạnh mẹ và con đọc cho mẹ 10 trang, mẹ trả con 5.000. Cái rèn thói quen yêu thích đọc sách. Đúng rồi.
Nhưng không phải là việc mà nghiễm nhiên đọc, mà đọc để cho mẹ nghe hoặc để đọc để cho em nghe. Bởi vì mẹ không có thời gian. Bây giờ mẹ mua thời gian của con. Khi mình mua thời gian của nó sẽ biết quý trọng cái thời gian của nó hơn rất là nhiều. Thời gian cũng là tiền. Thời gian chính là tiền mà. Cho nên là bây giờ mẹ không có thời gian để đọc. Bây giờ mẹ ngồi đây, mẹ đang làm việc, con thấy thì ngồi đây và con đọc to cho mẹ nghe. Dần dần nó bắt đầu hấp dẫn và bởi cái câu chuyện trong cuốn sách đấy mà trước đấy chưa bao giờ nghĩ nó sẽ đọc. 5.000 cho 10 trang, vậy thì là 500 đồng một trang, nó cứ quy ra. Đọc được bao nhiêu thì nó nhân lên gần đấy. Nhưng cứ tối thiểu là 5.000. Là 10 trang, tối thiểu là 10 trang. Có khi nó đọc được 20 trang, lấy 10.000 đút nợ. Và hiện tại bây giờ nợ nó cứ tính từng đồng một. Bố gọi điện về hỏi, con ơi thì bố sắp về rồi thì con thích ăn quà, thích quà gì? Con không thích quà gì, bố cứ về bố đưa cho con tiền. Lại đút nợ. Có nghĩa thì nó cảm giác nó rất thích cầm cái đồng tiền đấy. Và nó sẽ chi ni về cái việc là nó mua gì, nó sẽ bỏ ra nó mua gì. Và khi mình đi chợ nó sẽ tỉ ý xem là mẹ mua cái này đắt hay rẻ. Và câu trong câu hỏi của nó luôn là mẹ ơi cái này có đắt không? Với như thế là mình đã đủ thấy được là mình đã đưa vào được trong tiềm thức của nó có cái nên dùng hay cái không nên dùng. Và biết giữ gìn, bởi vì mình bảo một cái bút mẹ cũng phải bỏ tiền, một cục tẩy mẹ cũng phải bỏ tiền. Khi con vương vãi tất cả những cái đấy là con đang vứt chính tiền của mẹ đi. Và một ngày con cứ tính xem mẹ có thể làm được bao nhiêu tiền và con vứt đi bao nhiêu tiền. Với những câu chuyện như thế thôi cũng làm cho nó hiểu hơn rất là nhiều về việc nó nên hay không nên. Thế khi mà nó bảo mua một quyển chuyện thì nó bảo mẹ ơi con xem quyển này rồi có 19.000 thôi. Với nó cứ trên 20.000 thì đắt. Và luôn luôn là con chỉ lấy một quyển. Cho nên khi mà nó đòi hỏi, ví dụ như hôm trước Luân có dắt thằng Công nhà chị đi hiệu sách thì tự chị bảo là con mà đi hiệu sách với chú con chỉ được một quyển, không có hai quyển, thì có bạn nó đến mấy nó cũng chỉ lấy một quyển mà nó không dám lấy hai quyển, bởi vì nhân lên cái số tiền nó rất là lớn. Nên là nó sẽ cân nhắc về cái việc đấy hơn. Đi siêu thị cũng vậy, phải thực sự cần thiết nó sẽ nhặt, không thì nó sẽ không nhặt. Từng tất cả những cái đồ chơi mình mua cho nó, mình đi bảo đấy ngần này tiền đấy, mua được một cân gạo đấy, một cân gạo cả nhà mình ăn hai ngày. Và từ với cái câu nói ngay ban đầu, không có đồ chơi con có thể chơi gì khác. Con ra con chơi đi, chơi đất, chơi tất cả những cái gì con cũng cái đấy con cũng tiết kiệm tiền được, cũng là một cái cách con kiếm tiền. Nhưng nếu như bây giờ con không có đồ chơi, con bảo mẹ ơi mua cho con cái súng, mua cho con cái kiếm, mai con về con vứt bỏ ra vườn, vậy là con vứt bỏ tiền đi rồi. Đối với trẻ nhỏ chỉ cần như thế, chỉ cần những cái khái niệm đơn thuần trong chính cuộc sống của mình, thì lúc đấy kể cả đồ ăn các thứ nó cũng sẽ cân nhắc nhiều hơn rất là nhiều. Đấy là cái chia sẻ của mình, thì không biết là mọi người có suy nghĩ giống mình không, nhưng là một điều rất 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 nhỏ mà mình nghĩ là mình nên đưa vào cái tiềm thức của con về cái cách mà con dùng tất cả những cái thứ ở xung quanh con quy ra thành tiền. Nó tuy là bảo thực tế là trẻ con không nên biết về tiền, tại sao lại không biết thì nó mới biết trân trọng. Cái sức lao động của mọi người để ra tiền thì nó mới biết bố mẹ vất vả như thế nào. Sự chia sẻ của trẻ nó cũng từ đấy. Cho nên là mình hay nói chuyện với con về cái đấy nhiều. Các mẹ thử xem nhé. Chào các mẹ.